Em với vợ em là hay tâm sự, rồi vợ em với lại bồ của vợ em á hơi trục trặc. Dạ em thấy vậy em bay vô luôn. Ảnh cứ đeo đẹo miết rồi đó. Em đi làm vậy nắng mưa gì vậy, đừng xe ngoài cổng mà thấy em dài cái tò. Em điền trước ảnh cứ điền sau miết rồi đó. Cỡ 8 tháng. Cỡ 8 tháng ngày nào cũng vậy? Dạ ngày nào cũng vậy đó. Là tới tháng 8 là ngày 10 tháng 8 là ngày sinh nhật của em. Thì anh có tổ chức sinh nhật cho em á, xong ảnh kêu em ra ngoài anh nói chuyện. Em già đang đứng cái ảnh nói thôi anh quen em cũng lâu rồi, gần năm rồi. Thì giờ em yêu hay không yêu á thì em nói cho anh một tiếng. Thế em mới nhìn nó tội lắm. Đi theo em nói chung là bất chấp em kệ em chửi em nói gì cũng không bỏ luôn. Em kêu biết đâu được sau này mà mình bỏ anh này là mình kiếm được người nào giống anh không. Thì em mới kêu em yêu anh. Cái anh nói em nói lớn lên nghe đấy hả. Em nói em yêu anh. Nói lớn là cái này được không? Em yêu anh. Nói lớn thì thôi không nói nữa đâu mà nó có điều rồi đó. Rồi sau khi mà cô ấy nói tức là chữ ba em yêu anh á là em làm gì? Mừng quá vô kêu thêm các điều hết nguyên cái luôn. Stada, tập đoàn dược phẩm Đức đồng hành cùng sức khỏe Việt. Em tên là Trần Nhật Duy, năm nay em 25 tuổi. Trần Nhật Duy. Dạ. Duy làm nghề gì? Dạ em chạy xe tải. Rồi Duy là ở đâu? Quê em ở Quảng Nam mà hiện tại bây giờ em đang ở Bình Dương. Em có ở Bình Dương? Dạ em cũng ở Bình Dương. Quê đâu? Quê em ở Thanh Hóa. Ủa gì một người Quảng Nam một người Thanh Hóa, vậy chụp hình cưới ở đâu? Em bắt xe vô quê chồng em chụp hình. Hình cưới đẹp không? Em có chụp album, em chỉ chụp mà mình cái ảnh lớn thôi. Tức là không có album hình dạ, cưới. Không có gì hết. Ồ. Nếu như có một người nào đó tặng cho hai bạn một bộ ảnh cưới, hai bạn có thích không? Dạ thích ạ. Dạ thích. Có sẵn sàng chuẩn bị xiêm y để mà làm một bộ ảnh cưới cho thật lộng lẫy không? Tại đây. Dạ, có. Tại đây luôn. Tại đây không? Luôn. Có. Như vậy thì hôm nay là một cái duyên. Thì anh xin là thay mặt cho chương trình Vợ Chồng Son sẽ tặng cho hai bạn một bộ ảnh cưới mà sẽ chụp ở tại trường quay này. Một bộ ảnh cưới kỷ niệm, đồng ý không? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ chúng ta quay lại cái giai đoạn mà đầu tiên các bạn gặp nhau. Dạ. Anh để anh kể đi. Sao Duy kể đi Duy. Tại lúc gặp đường anh chờ em đây anh á lên chương trình thì anh nói cho. Thì anh nói cho em kêu để anh nói. Nãy giờ thấy toàn là cái cô vợ nói thôi mà. Đó, Duy. Lần đầu tiên em gặp cô gái này thì như thế nào? Nhưng mà lần đầu tiên là em đi làm bảo vệ cho quân đội 4 á. Em gặp vợ em mà mấy lần đầu á là em gặp vợ em và cô bạn mà em thích là thích cô bạn. Bạn đó tại tóc dài nên em thích bạn đó. Dạ tóc dài. Dạ quen nhau tầm được 2 tháng thì thấy nó nói chuyện không hợp. Thì em với vợ em là hay tâm sự, rồi vợ em với lại bồ của vợ em á hơi trục trặc. Dạ em thấy vậy em bay vô luôn. Bay vô. Ảnh cứ đeo đẹo miết rồi đó. Em đi làm vậy nắng mưa gì vậy, đựng xe ngoài cổng mà thấy em dài cái tò. Em điền trước ảnh cứ điền sau miết rồi đó. Cỡ 8 tháng. Cỡ 8 tháng ngày nào cũng vậy? Dạ ngày nào cũng vậy đó. Là tới tháng 8 là ngày 10 tháng 8 là ngày sinh nhật của em. Thì anh có tổ chức sinh nhật cho em á, xong ảnh kêu em ra ngoài anh nói chuyện. Em già đang đứng cái ảnh nói thôi anh quen em cũng lâu rồi, gần năm rồi. Thì giờ em yêu hay không yêu á thì em nói cho anh một tiếng. Thế em mới nhìn nó có tội lắm. Đi theo em nói chung là bất chấp em kệ em chửi em nói gì cũng không bỏ luôn. Em kêu biết đâu được sau này mà mình bỏ anh này là mình kiếm được người nào giống anh không. Thì em mới kêu em yêu anh. Cái anh nói em nói lớn lên nghe đấy hả. Em nói em yêu anh. Nói lớn là cái này được không? Em yêu anh. Nói lớn thì thôi không nói nữa đâu mà nó có điều rồi đó. Rồi sau khi mà cô ấy nói tức là chữ ba em yêu anh á là em làm gì? Mừng quá vô kêu thêm các điều hết nguyên cái luôn. Sau đó là yêu mấy năm thì cưới ta? 2 năm. Dạ. Và bây giờ cưới được 5 năm rồi. Dạ. Hồi đó 5 năm thôi. Duy ơi, Duy là người lãng mạn đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc yêu lãng mạn lắm anh. Cũng lãng mạn một cách mà giống như trong phim vậy đó. Một ngày em đi làm về tặng cho mà bông hồng mà không phải hồng đỏ đâu, hồng nhung á. Hồi trước là em nói rồi. Giờ mình chưa có con á, có cơ hội á thì cứ lãng mạn đây, còn mình đến khi nào mà dù vợ chồng mà đã về với nhau rồi có con có cái thì nhiều khi cái công việc nó lu bu quá, không có lãng mạn được, thông cảm đồng ý rồi mà giờ em không lãng mạn lại. Em không đồng ý. anh nó xạo á. Có không? Có đồng ý? Không, em không đồng ý chứ giờ trời. Em không đồng ý. Tôi lớn tuổi bây giờ nói người này nó kiểu. Tại em im lặng. Ảnh tưởng em đồng ý. Đó bây giờ để cho chồng nói nè. Tại sao tụi em lúc yêu nhau lãng mạn như vậy mà tại sao khi lấy nhau rồi thì lại khắc khẩu là sao? Thêm nghĩ thì lúc mà yêu nhau thì chỉ là tình yêu thôi. Nó không có liên quan, thứ nhất là tiền bạc rồi con cái rồi công việc rồi trách nhiệm, nói chung nó nhiều thứ. Giờ về ở với nhau rồi thì nó cũng nhiều cái khắc khẩu nhưng mà vậy mà cũng vui. Khắc khẩu mà vui hả? Cái khắc khẩu là nó xảy ra lúc nào? Khi vừa mới cưới nhau về hay là sau khi có con? Dạ lúc mà mới cưới về anh cũng không có về đâu, anh cũng lằng màng hơn kìa. Mà sau khi em có con cái là anh quên hết trơn. Đâu, nói chung là vợ em dụ em nhiều cái lắm. Hồi trước á, chạy xe đi đêm đồ á, vợ kêu thôi mình có con đi rồi lỡ anh đi xe mà đi đêm rồi em ở với con. Đến khi có con cho đã rồi cái giờ em kêu thôi giờ em đi làm công ty thì cũng vất vả, anh làm cái công việc của anh chạy xe nó hơi nhẹ chứ, thôi anh nấu cháo cho con đi, cũng dụ em nữa. Thôi nấu cháo cho con. Dạ đi làm về rồi nấu cháo cho con rồi cũng không có thời gian quan tâm đến vợ. Có nghĩa là bây giờ phải dành chia thời gian ra cho con, thành ra là mới bớt quan tâm tới vợ. Em có biết chuyện đó không? Không phải đâu, anh bị lý do á. Trời ơi. Anh nấu cháo cho con là thật. Nhưng mà ý là em quan tâm ở đây á là ví dụ như ngày lễ hoặc là ngày gì đó nhớ, chỉ cần chúc mừng vợ hoặc là một bó hoa hay là một bông hoa cũng được. Anh hoàn toàn không có. Rồi đi làm về ví dụ như quan tâm vợ chút xíu, hỏi vợ ăn cơm chưa hoặc là hôm nay em làm mệt không có đâu. Anh về là anh bay lên nằm tivi, anh xem tivi vậy đó. Còn em là về là cơm nước, rào nhà, cửa, quần áo, con cái là một mình em hết. Nhiều khi em nhờ anh làm anh kêu từ từ đang có phim hay lắm để anh coi chút xíu rồi. Thế đó em nói miết nó còn không làm nha. Nhưng mà thường là em khắc khẩu vợ em về vấn đề gì? Vợ chồng em mà lại nói chuyện trong vòng 15 phút là vợ em hơi lớn tiếng nên là em sợ hàng xóm nghe nên em không thích. Dạ là thôi em im. Dạ. Nãy giờ có nóng tính mà thể hiện ra ngoài luôn không? Tức là quát lại vợ hay là động tay động chân nhiều? Có anh hay quăng đồ lắm. Tại quạt để dưới đất á, tức em cái đá cái bùm, quạt bài mục tiêu. Mà có quánh em lần nào? Quánh thì còn có. Nói chung là em còn không trách cái đó. Tại vì lúc khi em nóng quá thì em có nói láo thì anh có bà tay em cái. Nói láo là em nói gì sao? Tức là nói mày tao vậy đó. Nhưng mà là mày tao luôn. Dạ nhưng mà anh cũng nói mày tao. Em còn hốt lên mày tao luôn. Rồi lúc đó con nó ở đâu? Vợ chồng cãi nhau to thì con cũng ở đó. Thế xong nhiều khi chồng em suy nghĩ á, em nói im lặng là em tính em nóng lắm, em nói như ai lắm. Ảnh nói là em nói miết rồi đó. Ảnh hỏi em có nín không, em kêu ảnh cãi nhau anh làm em tức thì như bắt em nín rồi em nín được. Rồi con em nay nhiêu tuổi? Con em được hơn 3 tuổi ạ. Là con trai con gái cơ? Dạ con trai ạ. Vợ chồng em sau mỗi cái lần mà cãi nhau kiểu như vậy á, rồi có ngồi lại tâm sự nhau không? Không, nói đến cái chuyện tâm sự nhiều khi em hơi bực về vợ em. Ví dụ vợ chồng nhiều khi nằm em kêu vợ hai vợ chồng mình tâm sự nói chuyện thế này khác. Vợ hơi mệt quá mà dậy mà hai tay cứ chát Facebook có khi đến 10 giờ 11 giờ chưa chịu ngủ mà mình cứ kêu là tâm sự thì nó cứ nói em mệt quá vậy. Dạ, mệt quá nhưng mà lại chơi Facebook. Dạ. Cho nên là bao lâu rồi hai vợ chồng chưa tâm sự? Tầm 2 năm không có tâm sự. Hôm nay qua em tới chương trình này là để cho anh nói ra. Tại vì tính của em là ít cái chiều lắng nghe lắm. Rồi thôi để giờ để anh nói đi. Dạ. Bây giờ đó em muốn vợ em như thế nào? Em muốn vợ em bớt lớn tiếng với chồng con, biết quan tâm chồng hơn xíu. Hiện giờ cô không quan tâm em? Không phải quan tâm thì cũng quan tâm nhưng mà nhiều khi mình muốn ví dụ như em đi nhậu xỉn về vợ lấy cho anh tô cơm, vợ không chịu lấy. Nhưng mà cái nhậu của em thường xuyên không? Tháng chắc nhậu 2-3 lần. Những lúc em bệnh thì sao? Nếu như bệnh thì vợ vẫn quan tâm bình thường. Đó, đâu phải là vợ em không quan tâm em đâu. Nhưng mà có thể là cái quan tâm này là chọn lựa để mà quan tâm. Ví dụ như giờ lần này em đi nhậu về cái em cần cái gì đó, vợ lấy giùm miếng cơm, cái vợ cũng cung cúc làm. Vợ lấy ly nước chanh coi ví dụ cũng cung cúc làm. Cái lần sau em thấy đã quá đi nữa. Đúng rồi. Tại vì đúng không? Như một tháng đi 3 lần bây giờ thấy trời con vợ ngon quá. Đi nhậu về cái nó ôi trời, nhậu 7 lần vậy cho nó đã chứ. Còn ví dụ như khi nào mà em bệnh, khi nào em mệt trong người mà vợ em không quan tâm em á thì cái đó là đáng trách. Đó thì bây giờ chị muốn cái sự mình từ từ mình rà thôi. Còn ngược lại như vợ em cảm thấy em chạnh lòng lúc nào? Nói chung là ảnh nhiều lắm. Hồi mà yêu nhau á, dù em sai ảnh cũng chiều xuống, ảnh xin lỗi em trước. Còn bây giờ lấy nhau về hả là cãi nhau là ảnh làm cho đã cơn khát của ảnh à. Anh không được là anh đụng chân đụng tay, đụng cái là đập đồ, đụng cái là đập đồ. Cái thứ hai á là ảnh nhậu về anh nhầy lắm, anh vô anh nhéo rồi anh làm gì bực. Em kêu thôi nghe, em không có thích về đâu nha. Cái cười hề hề, cái bay vô nhéo miếng. Em điên lên, em hét lên, cái làm gì mà hét lên dữ vậy. Em kêu em là nói nhà anh là sao anh không chịu nghe nữa. Cái sau anh kêu là muốn vui thôi mà. Em kêu em không thích vậy rồi. Đó, cứ nhây miết, lần nào về đi nhậu về cùng nhây chứ. Cái nhất là nóng tính, cái thứ hai nhây, cái thứ ba nữa là không quan tâm em. Em chỉ muốn là vợ đi làm về á thì đi đón vợ dùm cái, tại vì em làm cũng đi xa nhà. Đó, nhưng mà ảnh thay vì nhậu với bạn ảnh kệ để em đi bộ về chơi vậy đó. Nói chung không quan tâm gì hết trơn, bỏ bê vậy đó. Nhưng mà ví dụ như lúc em mệt á trong người hoặc là em bệnh á thì chồng em có đợt anh đi với anh trai của ảnh á thì em bệnh có cả mẹ em đang ở đó chăm sóc em luôn. Thì em mới nói anh ơi đi mua em tô phở nghe. Cái ảnh kêu là bận công việc rồi, chút xíu là đi. Mà em đợi chút xíu đâu 9-10 giờ đêm đó, về không có đâu. Giờ chị hỏi thật lòng hai bạn nè, chị hỏi vợ nha, em còn yêu ảnh không? Yêu chứ, thương chị. Tôi hỏi yêu thì trả lời yêu đi, đừng nói mà né qua chữ thương. Nghe không? Yêu không? Yêu không? Dạ. Thì Duy sao? Chung cũng yêu vợ. Không có nói chung cũng yêu vợ. Không có cho bỏ chữ nói chung đi. Yêu là yêu, không là không, nói chung cũng yêu vợ là sao tự nhiên bị ép. Có yêu không? Yêu. Đó, cái mấu chốt ở đây là hai bạn vẫn còn rất là yêu nhau thôi. Chị thấy vậy nè. Thực ra nha, cái này nói nghiêm túc nha. Thứ nhất là tụi em lấy nhau quá sớm, hiểu không? Hai vợ chồng lấy nhau 5 năm rồi, bắt đầu có nhiều những cọ xát nảy sinh ra, thì là hai tính cách nó đối chọi nhau. Nhưng mà trên tất cả những chuyện đó thì là cái cốt lõi mà tụi em vẫn giữ được nhau tới bây giờ là tụi em hoàn toàn rất là yêu nhau. Và chắc là hai người đều thương con đúng không? Anh thương con hơn em đó. Đó, thì á, cái đó là cái quan trọng nhất trong cái tình cảm vợ chồng rồi, là tụi em đã có rồi. Thì bây giờ những cái linh tinh, ví dụ Duy thì rất sợ vợ nói nhây mà nói nhiều, mệt mỏi, hiểu không? Đâu phải như lúc mà còn yêu nhau đâu. Lúc đó thanh niên chưa có cái việc gì phải lo. Bây giờ vừa con cái, vừa gia đình, nhà cửa, rồi điện nước, rồi gạo, rồi sữa cho con, đủ thứ chuyện, hiểu không? Cho nên là mình tiết chế lại cái tật của mình, nói đúng lúc và vừa đủ. Đó, còn Duy á, để chị thấy là vợ em rất là quan tâm em, nhưng mà tùy cái, tùy chỗ, thì em phải hiểu cái điều đó. Và ngược lại á, thì em cũng phải nghĩ đến vợ mình một chút, mình phải bộc lộ ra là ở đó mình cũng thương vợ, cũng quan tâm vợ như vậy. Thì tụi em cố gắng đi. 5 năm là cái thời điểm mà đáng lý tụi em phải lướt qua được tất cả những cái xung khắc rồi chứ. Vợ chồng là chỉ 1-2 năm đầu thôi, là chưa hiểu nhau thôi, nhưng mà 5 năm rồi là đã qua được cái giai đoạn đó rồi. Cho nên mình nên hiểu nhau để giữ nhau, chịu khó tâm sự đi. Thay vì mình đi nhậu thì bây giờ mình bữa đó mình quỷ bữa nhậu mình ngồi mình tâm sự. Đúng rồi, đúng tâm sự vợ. Phải, nhưng mà từ khi mà cưới nhau về giờ vợ cũng chưa bao giờ mà bất kể em đi nhậu với ai mà vợ cho. Em còn phải có cái xã giao của bạn bè em nữa. Nhiều khi dạy giờ mà nói mà xin vợ ơi vợ bữa nay cho anh đi nhậu á. Không, cái mặt cái trùng bùng lên. Hỏi thiệt nãy giờ đã có hiểu nhau được chút nào chưa? Giải tỏa được chút nào chưa? Anh nói em phải hiểu chút chút. Còn em Duy có giải tỏa được không? Em là người cần tâm sự. Nói chung là em cũng nói được hết cái nỗi lòng của em cho vợ. Hy vọng là vợ hiểu. Bây giờ là đến cái giai đoạn mà hai bạn phải tự xử với nhau. Hai bạn tự hứa với nhau đi. Bạn sẽ bỏ cái gì, bạn sẽ bỏ cái gì. Hứa đi tôi không có nhìn. Đó, đúng rồi, tôi cũng có nhìn. Anh hứa em trước đi. Đó, thấy không? Đừng có gây lộn với trời. Hứa đi nghe, đừng có gây lộn. Để tự chồng đó, không cần phải hối. Cầm tay nhau hứa đi, cầm tay nhau đi. Anh hứa với em kể từ nay anh sẽ bớt nhậu lại và bỏ thuốc. Em hứa với anh là em sẽ bỏ những cái gì mà anh không thích. Ví dụ cụ thể, ví dụ như là nhẹ nhàng, dịu dàng với anh, không lớn tiếng nữa. Đấy. Rồi chịu tâm sự, chịu hai vợ chồng chịu tâm sự. Chịu lắng nghe anh nói. Đó, chịu lắng nghe đó. Wow. Không có chương trình nào mà nó như chương trình Vợ Chồng Son.